Tôi trong trong bài này thì tôi chỉ nói tới iốt ta trong nước ha, và cập nhật một số hướng dẫn sử dụng. Thì đây là cái phần nội dung mà tôi sẽ muốn trình bày với các anh chị trong vòng 20 phút tới. Rồi, cái tài liệu mà tôi sử dụng đó là những cái guideline tương đối khá mới, ví dụ như ACE của Mỹ năm 2021, ISUR của châu Âu 2018 là cái version mới nhất. Rồi những cái guideline của Úc và New Zealand 2018 là cũng là cái cuối, và có những cái consensus của hội ACE của Mỹ và cái hội thận học của Mỹ và một số cái consensus khác là mới 2020. Thì đầu tiên chúng ta biết là cái mục đích của cái thuốc tương phản iốt ta trong nước là tăng khả năng chẩn đoán, do đó rất quan trọng đối với chúng ta khi làm chẩn đoán ảnh, đặc biệt là CT, thì vì nó khảo sát được cấu trúc giải phẫu, tăng độ tương phản mô lành và mô bệnh ha, và tính chất bắt thuốc của mô bệnh sẽ nói cho chúng ta biết được nó là cái tổn thương loại gì. Đó là cái mục đích. Và tổng quan cái thuốc tương phản hiện tại chúng ta đang sử dụng hiện tại là cái gì? Hồi nãy chúng ta đã nghe rồi ha, bây giờ tôi muốn nhắc lại chút xíu thôi. Hiện tại chúng ta chỉ có hai loại thuốc duy nhất mà thôi. Cái loại thứ nhất là áp lực thẩm thấu thấp, đó loại là non-ionic monomer. Cái loại thứ hai là đồng áp lực thẩm thấu là ionic, non-ionic và dimer, non-ionic dimer. Thì thuốc tương phản nó có một số cái đặc điểm chúng ta cần biết. Cái đầu tiên là áp lực thẩm thấu. Đối với áp lực thẩm thấu thấp hiện tại thì áp lực nó thay đổi dao động khoảng từ 600 đến 900 tùy cái nồng độ thuốc tương phản. Còn cái áp lực đồng áp lực thẩm thấu là 290, nó gần với áp lực thẩm thấu của huyết tương. Áp lực thẩm thấu huyết tương là 230 mmol/kg. Về độ nhớt, cái độ nhớt là một yếu tố rất quan trọng của thuốc tương phản. Đối với độ nhớt của thuốc tương phản áp lực thẩm thấu thấp, nếu cái nồng độ khoảng 300 mg iốt trên ml thì nó sẽ từ 5 đến 6 centipoint. Còn nếu nồng độ cao hơn thì nó sẽ tăng độ nhớt. Và đối với cái nhóm đồng áp lực thẩm thấu, nó có một cái ưu điểm của nó là áp lực thẩm thấu thấp nhưng độ nhớt nó rất là cao. Ví dụ đối với cái nồng độ 320 mg iốt thì cái độ nhớt của nó ở 37 độ C, 37 độ C là nhiệt độ của cơ thể, là 11.4 centipoint. Do đó cái độ nhớt này rất là cao nha. Còn nếu mà cái nhiệt độ thấp hơn 37 độ C, cái độ nhớt còn cao nữa. Và do đó đối với một cái thuốc tương phản quan trọng sẽ cân bằng giữa ba yếu tố. Cái yếu tố thứ nhất là áp lực thẩm thấu, cái yếu tố thứ hai là nồng độ, và cái yếu tố thứ ba là cái độ nhớt, phải cân bằng được ba yếu tố này. Về đào thải thì thuốc tương phản iốt ta trong nước là đào thải qua thận từ 95 đến 99%, 99% sẽ đào thải qua thận, nghĩa là không chuyển hóa. Và cái thời gian bán thải này quan trọng để chúng ta xác định là để bao giờ chúng ta có thể chích lại lần thứ hai. Nếu một người chức năng bình thường thì cái thời gian bán thải là từ 60 đến 120 phút. Do đó sau khoảng chừng 4 tiếng chích thuốc tương phản thì trên 75% thuốc tương phản nó ra khỏi cơ thể rồi. Còn nếu cái trường hợp mà độ lọc cầu thận dưới 30, nghĩa là bệnh thận mãn, thì cái thời gian kéo dài bán thải của nó kéo dài trên 24 giờ. Để chúng ta cần chú ý cái vấn đề này. Và cái đường sử dụng thuốc chúng ta có thể đường động mạch, tĩnh mạch hoặc tủy xương tiêu hóa tùy theo chỉ định của chúng ta. Rồi sử dụng thuốc an toàn, thuốc tương phản iốt ta an toàn thì chúng ta cần phải biết cái gì? Đây là những cái mà thông thường chúng ta phải làm ha. Có đúng chỉ định hay không? Đánh giá bệnh nhân này, tình trạng bệnh nhân như thế nào? Đánh giá giữa lợi ích và nguy cơ nếu xảy ra như thế nào, và khả năng xử trí nếu có phản ứng phụ xảy ra, và sử dụng đúng liều, đúng tốc độ và theo đúng mục đích chẩn đoán. Và đối với các tác dụng không liên quan, các tác dụng phụ của thuốc thì nó chia làm hai nhóm là tác dụng phụ không liên quan thận và tác dụng phụ liên quan thận. Đối với các tác dụng phụ không liên quan thận thì chúng ta sợ nhất là gì? Là phản ứng cấp của nó, chúng ta thường gọi là dị ứng, là sốc phản vệ. Thì đối với cái phản ứng không liên quan thận, về thời gian người ta chia làm ba nhóm: cấp, muộn và rất muộn. Cấp là trong vòng 1 giờ, muộn là từ 1 giờ đến 1 tuần, và rất muộn là sau 1 tuần. Về cơ chế của tác dụng này nó sẽ có hai cái. Cái thứ nhất người ta gọi là allergic line reaction. Tại sao gọi là allergic line reaction? Tại vì người ta xếp cái nhóm thuốc tương phản iốt là cái nhóm bản thân iốt nó kích thích mast cell và basophil tiết ra cái histamine không cần qua phức hợp kháng nguyên kháng thể, nên nó là allergic line reaction. Và cái cơ chế thứ hai là physiologic reaction. Thì cái cơ chế thứ hai này nè, nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái gì? Là cái tính chất sinh lý hóa của thuốc và cái liều thuốc sử dụng. Còn cái cơ chế allergic reaction nó sẽ không phụ thuộc liều thuốc, 1 cc cũng có thể bị. Còn đối với cái physiologic thì nó phụ thuộc vào cái liều thuốc, cái áp lực thẩm thấu, cái độ nhớt của thuốc và các yếu tố khác.
về tác dụng phụ cấp trong vòng giờ đầu thì hiện tại chúng ta sử dụng là thuốc gì? Hiện tại chúng ta sử dụng chỉ có hai thuốc là áp lực thẩm thấu thấp là cái loại monomer non-ionic và đồng áp lực thẩm thấu là dimer non-ionic. Đa số cái phản ứng nặng nó xảy ra trong lúc nào? Trong vòng 20 phút đầu. 20 phút đầu là đa số các phản ứng nặng xảy ra trong vòng giờ này. Cái tần suất hiện tại của thuốc là bao nhiêu? Chúng ta tương đối an toàn là từ 0.2 đến 0.6% và nặng là khoảng 0.04% tử vong vẫn có thể xảy ra. Do đó chúng ta vẫn phải rất cẩn thận và tỷ lệ nó thấp nhưng số lượng chúng ta sử dụng càng ngày càng tăng. Do đó là cái khả năng chúng ta gặp trường hợp này sẽ là có. Và thêm một cái nữa, các anh chị nhớ là tất cả các guideline và các nghiên cứu rõ ràng người ta nói ra không có sự khác biệt về cái nguy cơ giữa hai nhóm thuốc áp lực thẩm thấu thấp và đồng áp lực thẩm thấu. Không có sự khác biệt giữa áp lực thẩm thấu thấp và đồng áp lực thẩm thấu. Và không có phản ứng chéo giữa thuốc tương phản iốt và thuốc tương phản gado. Nghĩa là nếu bệnh nhân bị dị ứng với thuốc tương phản iốt, không có nghĩa là bệnh nhân phải dị ứng với gado, tại vì nó không có phản ứng chéo. Về cái triệu chứng của nó, thì người ta sẽ chia làm hai nhóm. Cái triệu chứng do tăng mẫn cảm hay cái triệu chứng do ngộ độc là physiologic, thì đây là mức độ. Thì các anh chị đọc thêm và cái này đã bài trước đã nói rồi nha. Rồi cái quan trọng là gì? Là phát hiện kịp thời dấu hiệu bất thường. Kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường là cái quan trọng nhất khi chúng ta xử lý. Về các yếu tố nguy cơ của phản ứng cấp là cái gì? Tiền căn dị ứng với thuốc tương phản iốt tăng trong nước thì nó sẽ tăng từ 5 đến 6 lần. Do đó chúng ta luôn luôn phải hỏi xem là bệnh nhân có tiền căn hay không, dị ứng hay không. Một điều mà chúng ta thường sợ là sợ cái gì? Sợ con nít và người lớn tuổi, trong khi cái nguy cơ ở con nít và người lớn tuổi này thấp hơn người trẻ bình thường. Và nếu bệnh nhân có yếu tố nguy cơ thì chúng ta sẽ làm sao? Tất cả bệnh nhân thì chúng ta đều phải theo dõi ít nhất 30 phút sau khi chích thuốc tương phản. Cái thứ hai là phải trang bị đầy đủ dụng cụ cấp cứu. Cái này quan trọng nhắc lại các anh chị, tại vì sao? Tại vì chúng ta luôn luôn có hộp chống sốc, chúng ta luôn luôn có hộp chống sốc, nhưng mà hiếm khi chúng ta sử dụng. Khi mà chúng ta cần, chúng ta kiểm tra tới thuốc hết đá từ lúc nào chúng ta không biết. Cho nên các anh chị cẩn thận và theo dõi cái hộp thuốc chống sốc. Đối với bệnh nhân nguy cơ thì như thế nào? Thì xem xét kỹ thuật thay thế. Kỹ thuật chẩn đoán thay thế có thể chúng ta chuyển sang siêu âm đủ rồi thì thôi. Hoặc có thể chúng ta sử dụng là cộng hưởng từ. Hoặc nếu buộc phải sử dụng thuốc tương phản iốt tăng trong nước thì cái nguyên tắc đầu tiên là chúng ta sử dụng thuốc tương phản iốt khác lần trước. Chúng ta sử dụng thuốc tương phản iốt cùng nhóm áp lực thẩm thấu thấp nhưng mà chúng ta sử dụng loại thuốc khác, đừng sử dụng loại lần trước ha, và xem xét thuốc dự phòng. Các phần thuốc này tôi sẽ nói thêm. Ba, rõ ràng nhớ dùng một cái là không có chống chỉ định tuyệt đối thuốc tương phản iốt ở bệnh nhân có tiền căn dị ứng. Không có chống chỉ định tuyệt đối, cần cân nhắc giữa nguy cơ và lợi ích. Ví dụ bệnh nhân bắt buộc phải chụp CT để có chẩn đoán, bệnh nhân mới cứu được và cái nguy cơ dị ứng xảy ra thì chúng ta vẫn phải chụp, do đó không có chống chỉ định tuyệt đối. Cái này vấn đề quan trọng. Rồi tác dụng phụ cấp nếu xảy ra thì các đợt này tôi nói nhanh thôi. Mức độ nhẹ thì là gì? Antihistamine. Mức độ nặng trung bình là adrenaline. Cái này luôn luôn nhớ. Và khi tiêm bắp xong rồi làm cái gì? Gọi báo động đỏ. Tại vì chúng ta làm chẩn đoán hình ảnh, chúng ta có bao giờ xử trí cái này không? Không. Chúng ta càng xử trí coi chừng chúng ta càng sai. Do đó chúng ta chỉ xử trí ban đầu nhanh nhất, phát hiện sớm nhất, nhanh nhất là adrenaline. Sau đó gọi báo động đỏ để bệnh viện hỗ trợ, để hồi sức cấp cứu hỗ trợ. Trong cái dị ứng của bệnh nhân, khi chúng ta bình tĩnh sau khi adrenaline rồi thì phải coi chừng đó có phải là cái phản ứng vasovagal hay không. Đối với cái phản ứng vasovagal thì mạch hạ huyết áp chậm thì mạch chậm huyết áp hạ thì trong trường hợp này xử trí phải là atropine. Thông thường chúng ta cứ thấy bệnh nhân có vẻ như giống sốc, huyết áp hạ một cái là chích adrenaline, nhưng mà sau khi coi lại nếu nó là mạch chậm thì phải là atropine. Cái này phần này nhớ, các bạn nhớ thêm cái phần này. Và luôn luôn chúng ta phải báo cáo ADE và ghi nhận kết quả CT. Trong kết quả CT chúng ta là bệnh nhân đã chích thuốc và có dị ứng tên thuốc là cái gì. Đó. Và luôn luôn vẫn cái quan trọng là phát hiện kịp thời các dấu hiệu bất thường. Cái tiếp theo, vấn đề là thuốc dự phòng. Về thuốc dự phòng có hiệu quả hay không? Đối với ISUA của châu Âu thì họ xác định là không có hiệu quả, do đó họ không khuyến cáo sử dụng. Đối với ACE của Mỹ
Và cái đối với cái hiệp hội của Úc và New Zealand thì họ đi theo cái khuyến cáo của ASEAN. Thì đối với nhóm thuốc áp lực thẩm thấu thấp, bao gồm cả đồng áp lực thẩm thấu, thì không có bằng chứng nghiên cứu rõ ràng là có hiệu quả. Người ta thấy là có giảm hiệu quả đối với những cái trường hợp là triệu chứng nhẹ, còn lại không có bằng chứng có hiệu quả. Do đó, nếu đã sử dụng thuốc dự phòng rồi thì khả năng dị ứng vẫn có thể xảy ra và tử vong vẫn có thể xảy ra, chứ không phải là bệnh nhân có yếu tố nguy cơ, chúng ta sử dụng thuốc dự phòng rồi là chúng ta yên tâm, vẫn có khả năng xảy ra dị ứng và mức độ nặng vẫn có khả năng xảy ra và vẫn có thể tử vong. Và người ta nói là có thể sử dụng theo kinh nghiệm. Theo kinh nghiệm người ta thì những bệnh nhân nào có yếu tố nguy cơ cao là người ta có chỉ định, nghĩa là bệnh nhân nào đã từng dị ứng với thuốc tương phản iốt tan trong nước mức độ trung bình và nặng. Những trường hợp nào dị ứng với thuốc tương phản iốt mức độ trung bình và nặng lần trước thì người ta sử dụng, đó là theo kinh nghiệm thôi. Và người ta sử dụng sẽ corticoid và cái kháng histamine. Nhưng nếu các anh chị sử dụng thì các anh chị nên nhớ dùng một điều, nếu đối với corticoid mà đừng uống phải khởi phát 12 tiếng trước khi chích. Phải khởi phát 12 tiếng trước khi chích và lặp lại 1 đến 2 giờ trước khi chích. Còn nếu mà đừng chích thì phải chích thuốc iốt, ít chích cái corticoid này ít nhất 4 tiếng trước khi chích thuốc tương phản. Chứ không phải bệnh nhân vô có yếu tố nguy cơ chúng ta chích cho một ống corticoid rồi chúng ta đưa vô chúng ta chích thuốc tương phản liền thì hoàn toàn không có hiệu quả ha. Còn kháng histamine là dùng lại kháng histamine có cái tác dụng an thần nữa thì uống một giờ trước khi chích. Những tác dụng phụ muộn thì nó sẽ xảy ra từ 1 giờ đến 1 tuần, thì đa số cái phản ứng này nó sẽ tác dụng là phản ứng trên da và mức độ nhẹ, tuy nhiên cũng có thể có mức độ nặng và trung bình. Yếu tố nguy cơ thì chúng ta cần nhớ tới là nếu bệnh nhân tiền căn đó có cái phần muộn, thứ hai là bệnh nhân ung bướu đang điều trị bằng tetracycline 2, và một đặc điểm nữa là cái nhóm thuốc tương phản iốt mà áp đồng áp lực thẩm thấu, cái nhóm này thì tất cả nghiên cứu người ta đưa ra cái nhóm thuốc tương phản iốt đồng áp lực thẩm thấu nó có yếu tố nguy cơ tác dụng phụ muộn cao hơn cái nhóm áp lực thẩm thấu thấp ha. Và tác dụng phụ rất muộn thì thường là sau 1 tuần, là các tác dụng phụ này đối với tuyến giáp là ngộ độc tuyến giáp, thì đây đây là những cái bệnh nhân mà có yếu tố nguy cơ của tác dụng phụ muộn rất muộn thì chúng ta để ý. Cái nhóm thứ hai là tác dụng phụ liên quan tới thận, là chúng ta sợ cái gì, chúng ta sợ là chích thuốc tương phản iốt vô sau đó bệnh nhân bị suy thận, thì thực tế nó như thế nào, thực chất nó thế nào, thì trước đây chúng ta gọi nó, đây là một số cái định nghĩa, trước đây chúng ta gọi là SIN, SIN là tổn thương thận cấp do thuốc tương phản gây ra. Và cái này bệnh nhân sau khi chích thuốc tương phản thì sau khi chích thuốc tương phản mà bị suy thận cấp thì có phải thực chất là do thuốc tương phản hay không, nó có nhiều yếu tố, có thể do thuốc tương phản và có thể không có do thuốc tương phản. Do đó cái khái niệm này bây giờ người ta không sử dụng nữa, mà người ta sử dụng cái khái niệm là post contrast acute kidney injury, là tổn thương thận cấp sau khi chích thuốc tương phản, nghĩa là sau khi chích thuốc tương phản bệnh nhân có tổn thương thận cấp. Cái nguyên nhân đó là do thuốc tương phản hay do cái gì tôi không biết, nhưng bệnh nhân có tổn thương thận cấp sau khi chích thuốc tương phản. Thì đây là cái định nghĩa ha, là cái creatinine máu nó sẽ tăng sau khi chích thuốc tương phản trong thời gian từ 48 đến 72 giờ. Và trong cái khái niệm cái tác dụng phụ liên quan tới thận này thì mà trong những cái guideline mới người ta đưa ra hai cái khái niệm nữa là cái first pass và cái second pass, là cái đường chích thuốc tương phản của chúng ta. First pass là gì, là khi thuốc tương phản iốt đậm đặc tới thận, nghĩa là trong trường hợp chúng ta chụp mạch máu mà chụp động mạch thận, hoặc chúng ta chụp bơm thuốc tương phản vào động mạch chủ trên động mạch thận và động mạch chủ trên động mạch thận trong gì trong thất trái, trong cung động mạch chủ hoặc động mạch chủ trên động mạch thận, thì lúc đó cái đậm thuốc tương phản rất là đậm độ cao tới thận trước. Còn cái thứ hai là second pass. Second pass là khi chúng ta chích thuốc tương phản nhưng mà thuốc tương phản đã được pha loãng trước khi tới thận, nghĩa là có thể ví dụ như trường hợp chúng ta chích thuốc tương phản bằng đường tĩnh mạch, hoặc chúng ta chụp mạch máu nhưng mà bơm thuốc tương phản vào các động mạch chủ bụng dưới động mạch thận, nó đi khắp cơ thể rồi nó về phổi rồi nó mới tới thận, hoặc là chúng ta bơm thuốc tương phản vào động mạch cảnh thì nó lên tới đầu nó về phổi rồi nó mới tới thận, thì lúc đó là second pass, thì cái lượng thuốc tương phản tới thận nó được pha loãng rồi ha. Và đánh giá chức năng thận thì bây giờ người ta dựa vào cái độ lọc cầu thận ước tính là tính theo là ml trên phút trên 1.73 m³/s cơ thể.
Yếu tố nguy cơ là gì? Yếu tố nguy cơ của bệnh nhân sẽ bị cái tổn thương thận cấp sau khi chích thuốc thông phản đối với bệnh nhân là bệnh nhân biết hoặc nghi ngờ suy thận cấp. Cái thứ hai, đối với trường hợp là bệnh nhân mãn tính, bệnh thận mãn tính. Đối với bệnh thận mãn tính thì nếu trong trường hợp là first pass thì cái độ lọc cầu thận dưới 45 ml là yếu tố là bệnh nhân thuộc nhóm yếu tố nguy cơ. Trước đây thì cái con số này nó cao hơn là 60, người ta đã đưa lập yếu tố nguy cơ rồi. Còn bây giờ người ta càng ngày người ta nghiên cứu cái tính an toàn của thuốc tương phản nó càng cao thì người ta đưa cái ngưỡng này xuống. Và đối với first pass thì chỉ là 45 ml, còn nếu second pass là dưới 30 ml, trước đây là 45 ml là yếu tố nguy cơ, còn cái guideline mới người ta đưa xuống còn 30 ml. Đối với thủ thuật thì trong trường hợp first pass là yếu tố nguy cơ, nghĩa là tại vì thuốc tương phản đậm độ cao tới thận. Cái thứ hai là liều thuốc cao, và nếu chúng ta sử dụng thuốc nhiều lần trong vòng 48 giờ đến 72 giờ thì đó là nguy cơ. Còn đối với thuốc tương phản thì trước đây là có cái nhóm áp lực thẩm đốt cao thì bây giờ bỏ rồi, coi chúng ta không quan tâm nữa. Kết còn giữa hai nhóm là áp lực thẩm thấu thấp và đồng áp lực thẩm thấu thì không có sự khác biệt nguy cơ giữa đối với thận giữa hai nhóm này. Không có sự khác biệt yếu tố nguy cơ giữa đối với thận của hai nhóm này, nghĩa là hai nhóm này khi sử dụng ở bệnh nhân đều có mức độ an toàn như nhau đối với tổn thương của thận. Rồi, trong đối với trường hợp tổn thương thận thì chúng ta phải cần tầm soát bệnh nhân xem bệnh nhân yếu tố nguy cơ không. Thì tầm soát bằng cái gì? Là bằng chức năng thận, và chúng ta sẽ quy đổi ra cái độ lọc cầu thận. Có thể chúng ta sẽ làm xét nghiệm chức năng thận tất cả bệnh nhân được thì tốt, hoặc không thì đây là cái nhóm bệnh nhân có yếu tố nguy cơ thì đây là cái nhóm bệnh nhân chúng ta phải làm xét nghiệm chức năng thận. Đây là nhóm bệnh nhân chúng ta phải làm xét nghiệm chức năng thận. Và cái thời điểm xét nghiệm chức năng thận, cái kết quả đó chúng ta chấp nhận được như thế nào? Nếu mà bệnh nhân đang có bệnh lý cấp, bệnh nhân đang nằm viện thì cái kết quả xét nghiệm đó trong vòng 7 ngày là chúng ta chấp nhận được, chúng ta không cần phải làm lại, nghĩa là không cần phải làm lại xét nghiệm ngay trước khi chích thuốc tương phản. Kết quả trong vòng 7 ngày chúng ta chấp nhận được. Còn các trường hợp khác, bệnh thận mãn tính, tại vì ở Việt Nam thì mình không ít thấy, nhưng mà ở nước ngoài là những cái trường hợp người ta bệnh thận mãn tính và người ta có chỉ định CT trước cả 1-2 tháng để người ta có cái hẹn tới chụp CT, thì nếu bệnh nhân mà ổn định thì kết quả của cái chức năng thận có thể chấp nhận được là từ 1 đến 3 tháng, không bắt buộc phải làm lại trước khi chích thuốc tương phản. Đối với bệnh nhân nguy cơ thì sao? Sau khi có chích thuốc sau khi xét nghiệm rồi thì bệnh nhân chúng ta sẽ phân là bệnh nhân có yếu tố nguy cơ và bệnh nhân không nguy cơ. Bệnh nhân nguy cơ là gì? Là suy thận cấp, là bệnh nhân thận mãn có chức năng thận suy giảm với first pass là dưới 45 ml và second pass là 30 ml. Thì trong trường hợp này, cái đầu tiên là chúng ta xem xét xem có thể thay thế kỹ thuật chuyển hóa thận khác hay không, không cần chích thuốc tương phản được hay không. Nếu không cần chích thuốc tương phản được thì tốt. Còn nếu buộc phải chích thuốc tương phản, nếu buộc phải chích tương phản thì lúc đó chúng ta xem xét cái gì là bù dịch trước khi chích. Thì nó trong các guideline nó sẽ có cái protocol để bù dịch trước khi chích và tiếp tục bù dịch sau khi chích, và sau khi chích thuốc tương phản xong thì chúng ta làm lại cái xét nghiệm thận trong vòng sau 48 giờ thì chúng ta làm lại xét nghiệm chức năng thận và sử dụng liều thuốc thấp nhất đủ chẩn đoán, liều thuốc thấp nhất đủ chẩn đoán chứ không phải liều thuốc thấp nhất có thể. Vấn đề quan trọng của chúng ta là gì? Là chẩn đoán, mà muốn chẩn đoán thì phải có chất lượng hình ảnh để chẩn đoán. Nếu chúng ta sử dụng liều thuốc quá thấp thì vẫn có yếu tố nguy cơ trong khi cái khả năng chẩn đoán của chúng ta không có. Do đó cái điều quan trọng là dù sử dụng liều thuốc thấp nhưng mà phải đủ để chất lượng hình ảnh chẩn đoán. Và có một cái khái niệm người ta hỏi là nếu bệnh nhân nguy cơ này tôi chích thuốc tương phản xong rồi tôi đi lọc máu có được hay không? Thì lọc máu ngay sau khi chích thuốc tương phản không có hiệu quả. Lọc máu ngay sau khi chích thuốc tương phản không có hiệu quả. Cái thứ hai, bệnh không có chống chỉ định tuyệt đối thuốc tương phản iốt ở bệnh nhân suy thận. Không có chống chỉ định tuyệt đối ở thông thường chúng ta khi đi làm chúng ta rất là sợ, cứ thấy bệnh nhân suy thận là chúng ta không chích. Không, cứ suy thận là không chích, và ngay cả chẩn đoán này chúng ta cũng vậy. Và ngay cả bác sĩ lâm sàng người ta cũng vẫn còn cái khái niệm như vậy. Do đó nhớ là không có chống chỉ định tuyệt đối thuốc tương phản iốt ở bệnh nhân suy thận, và luôn luôn cân nhắc giữa nguy cơ và lợi ích. Cân nhắc giữa nguy cơ và lợi ích. Và một số vấn đề thực hành thì tôi muốn nói ở đây là gì? Cái liều thuốc tương phản chúng ta sử dụng như thế nào? Là nguyên tắc là chúng ta sử dụng liều thấp nhất đủ để chất lượng thành chẩn đoán. Cái liều thì thông thường sao? Người ta khuyến cáo là không quá 1 gram iốt. Không quá 1 gram iốt trên 1 kg cơ nặng cơ thể. Nghĩa là nếu chúng ta sử dụng cái thuốc tương phản là 300 mg iốt trên ml thì không quá 3 cc.
Và cái tổng liều nha, cái thứ hai có hai cái thứ nhất là không quá 1 gram, và cái hai tổng liều sẽ không quá 150 ml. Nghĩa là đối với cái thuốc loại 300 mg đó, thì không quá 150 ml, và nếu tính cân nặng thì không quá 1 gram, và tổng liều sẽ không quá 150. Và mục đích khảo sát, nếu chúng ta chụp CTA, khảo sát mạch máu, thì cái protocol chụp của chúng ta rất quan trọng. Trong trường hợp này, cái quan trọng là gì? Là tốc độ chích thuốc iốt, tốc độ chích iốt phải đủ. Cái thứ hai, nếu chúng ta khảo sát mô thì quan trọng là tổng liều iốt phải đủ. Còn nếu chụp động mạch, ví dụ trong trường hợp chụp dynamic gan, thì phải kết hợp cả hai là tốc độ chích thuốc iốt và cái tổng liều iốt. Rồi thứ ba, nhịn đói có cần nhịn đói hay không? Chúng ta hiện tại không cần nhịn đói hoàn toàn, vì nhịn đói hoàn toàn sẽ làm tăng nguy cơ bệnh nhân sẽ có phản ứng phụ. Rồi cái này là điều cái quan trọng mà chúng ta hay bị lấn cấn, là thời gian giữa hai lần chích thuốc iốt cho phép là bao nhiêu. Nếu chức năng thận bình thường là với cái mức là trên 30 ml trên phút đó, thì lần chích thứ hai chúng ta có thể lặp lại là sau 4 giờ, là sau 4 giờ. Còn nếu chức năng thận dưới 30 thì phải tối thiểu sau 48 giờ mới lặp lại lần hai. Rồi có những trường hợp chúng ta cần phải chích iốt và gado cùng một ngày thì chúng ta chích như thế nào? Thì nếu chức năng thận trên 30, khoảng cách giữa hai thuốc là 4 giờ. Còn nếu chức năng thận dưới 30 thì khoảng cách tối thiểu phải là 7 7 ngày. Rồi bệnh nhân tiểu đường thì sao? Bệnh nhân tiểu đường thì nếu chức năng thận trên 30, tại vì bệnh nhân tiểu đường là bệnh nhân nguy cơ, chúng ta phải xét nghiệm chức năng thận. Nếu chức năng thận trên 30 thì sử dụng thuốc thực phẩm bình thường không quan trọng, không vấn đề gì hết. Còn nếu chức năng thận dưới 30 thì cái đầu tiên là phải bù dịch trước chích và sau chích. Nếu bệnh nhân đang điều trị bằng metformin thì ngưng trước khi chích. Trước đây người ta khuyến cáo là ngưng metformin 24 tiếng trước khi chích, còn bây giờ người ta không cần cái đó và vẫn uống thuốc metformin điều trị tiểu đường cho tới lúc chích thuốc tương phản. Sau khi chích thuốc tương phản rồi thì ngưng 48 tiếng, xét nghiệm lại, nếu chức năng thận bình thường thì sử dụng lại metformin. Còn insulin và các thuốc khác thì không ảnh hưởng, vẫn chích bình thường, sử dụng bình thường. Bệnh nhân chạy thận định kỳ thì sao? Rất nhiều bệnh viện hỏi và ngay cả bác sĩ lâm sàng, bệnh nhân đã chạy thận định kỳ rồi, người ta chống chỉnh, người không sử dụng thuốc tương phản. Trong trường hợp này đâu còn gì nữa đâu mà sợ mất. Thận đã hư hoàn toàn rồi, không thể nào có thuốc tương phản để gây thận hư nữa. Do đó không có chống chỉ định thuốc tương phản trong trường hợp bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối đã chạy thận định kỳ. Nếu có chỉ định vẫn chích bình thường. Nhưng trong trường hợp này chú ý là không bù dịch trước khi chích, tại vì nếu mà bù dịch trước khi chích coi chừng bệnh nhân sẽ bị quá tải ha. Và sau khi chích thuốc tương phản xong thì bệnh nhân vẫn được lọc máu định kỳ bình thường. Trước đây người ta khuyến cáo là sau khi chích thuốc tương phản xong nên lọc thận sớm, nghĩa là buổi sáng chích thuốc tương phản thì buổi chiều nên lọc thận, còn bây giờ không cần thiết như vậy. Bệnh nhân lọc máu định kỳ 24/6 thì cứ việc 24/6 đi lọc máu. Bệnh nhân có thể chích thuốc thực phẩm vào thứ hai hoặc thứ ba cũng được, nhưng mà cứ định kỳ 24/6 đi lọc máu, không cần phải lọc máu sớm. Nhưng ở nhóm bệnh nhân này đã nói rồi là nguy cơ quá tải ha. Nguy cơ quá tải thì có thể trong trường hợp này chúng ta xem xét cái lựa chọn thuốc tương phản là lại là áp đồng áp lực thẩm thấu để không làm tăng quá mức cái lượng dịch. Phụ nữ cho con bú thì sao? Không có chống chỉ định, không có chống chỉ định. Vì sao? Vì thuốc tương phản iốt qua sữa dưới 1% và thuốc tương phản hấp thụ qua đường tiêu hóa dưới 0,01%. Do đó cái lượng thuốc tương phản mà đứa nhỏ nó bú sữa mẹ mà nó được hưởng được qua sữa mẹ rất rất là ít, không ý nghĩa gì hết. Do đó không có chống chỉ định là một, và thứ hai là sau khi chích vẫn cho con bú bình thường, không có vấn đề gì khác. Về xét nghiệm máu và nước tiểu thì sao? Cố gắng chúng ta lấy mẫu xét nghiệm trước khi chích thuốc tương phản. Còn nếu xét nghiệm máu mà cần phải làm mà nên bệnh nhân chức năng mà thận bình thường thì lấy mẫu máu sau 4 tiếng. Nếu chức năng thận bình thường thì lấy mẫu máu sau 4 tiếng. Còn xét nghiệm nước tiểu thì nên lấy mẫu xét nghiệm nước tiểu sau 4 giờ đã chết thuốc tương phản. Cảm ơn các anh chị, đó là một số vấn đề mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị hôm nay.